lớp 9. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong chương trình sinh học lớp 9. Trong sách giáo khoa sinh học lớp 9 thì có 3 bài tổng kết chương trình toàn cấp, đó là bài 64, 65 và 66. Chương trình tổng kết chương trình toàn cấp thì chúng ta sẽ được tổng kết về chương trình sinh học lớp 6, các em đã được học về thực vật này. Chương trình sinh học lớp 7, các em được học về động vật. Chương trình sinh học lớp 8 thì các em được học về người. Còn sinh học lớp 9 thì các em nghiên cứu các quy luật di truyền hay là nghiên cứu sinh vật và môi trường. Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Bài 64, tổng kết chương trình toàn cấp. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1 La Mã, đa dạng sinh học. Một nhỏ các nhóm sinh vật. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1. Bảng 64.1, đặc điểm chung và vai trò các nhóm sinh vật. Các nhóm sinh vật ở đây chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu về các nhóm sinh vật như virus, vi khuẩn, nấm, thực vật, động vật, về đặc điểm chung và vai trò. Đầu tiên là virus. Virus thì có kích thước rất là nhỏ, từ 12 đến 50 phần triệu mm, và chưa cấu tạo tế bào, chưa phải là dạng cơ thể điển hình. Vật chất di truyền có thể là ADN hoặc ARN và ký sinh bắt buộc. Vai trò thì virus thì đa số ký sinh và gây bệnh cho sinh vật khác. Tiếp theo, vi khuẩn. Vi khuẩn thì có kích thước nhỏ bé, từ 1 đến vài phần nghìn mm, và có cấu tạo tế bào nhưng chưa có nhân hoàn chỉnh. Vi khuẩn sống ngoại sinh hoặc là ký sinh, trừ một số ít vi khuẩn sống tự dưỡng. Vai trò của vi khuẩn thì có vai trò quan trọng trong phân hủy chất hữu cơ, hay có vai trò quan trọng trong nông nghiệp, công nghiệp, v.v. Một số ít vi khuẩn thì gây bệnh cho sinh vật khác và gây ô nhiễm môi trường. Tiếp theo về nấm. Nấm thì cơ thể gồm những sợi không màu, một số ít là đơn bào, ví dụ như nấm men. Có cơ quan sinh sản là mụ nấm, sinh sản chứa bào mạt tử, sống dị dưỡng như ký sinh hoặc ngoại sinh. Vai trò của nấm: phân hủy chất hữu cơ thành chất vô cơ, và nấm thì dùng làm thuốc hay là chế biến thực phẩm. Một số nấm thì gây bệnh hay gây độc cho các sinh vật khác và cho con người. Tiếp theo về thực vật. Thực vật thì đã bắt đầu tiến hóa hơn so với lại nấm. Cơ thể gồm có cơ quan sinh dưỡng như là rễ, thân, lá, và cơ quan sinh sản như hoa, quả, hạt. Và thực vật thì sống tự dưỡng, có khả năng tự tổng chập hết, tự tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời. Và phần lớn không có khả năng di động, phản ứng chậm với các kích thích từ môi trường bên ngoài. Thực vật thì có vai trò quan trọng trong việc cân bằng khí oxy và khí carbonic, có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, hay như cung cấp nguồn dinh dưỡng, thức ăn, nơi ở và là môi trường sống của các sinh vật khác, v.v. Tiếp theo, động vật. Động vật thì cơ thể gồm nhiều cơ quan như hệ vận động, hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, v.v. Động vật thì đa số là sống dị dưỡng, không có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ để nuôi cơ thể, mà phải lấy chất hữu cơ có sẵn trong môi trường thông qua đường tiêu hóa thức ăn. Và động vật thì đa số có khả năng di chuyển và phản ứng nhanh với các kích thích của môi trường. Vai trò của động vật thì cung cấp nguồn dinh dưỡng, nguồn nguyên liệu dùng vào việc nghiên cứu và hỗ trợ cho con người. Một số động vật thì gây bệnh hay truyền bệnh cho con người. Như vậy, chúng ta vừa nghiên cứu xong bảng 64.1, đặc điểm chung và vai trò các nhóm sinh vật. Tiếp theo, chúng ta sang phần hai nhỏ các nhóm thực vật. Yêu cầu như sau: hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.2. Bảng 64.2, đặc điểm của các nhóm thực vật. Các nhóm thực vật chúng ta sẽ tìm hiểu từ tảo, rêu, quýt,
hạt trần và hạt kín. Đầu tiên là về tảo, đặc điểm thì tảo là thực vật bậc thấp, gồm có các cơ thể đơn bào và đa bào. Và đặc biệt thì tế bào đã có diệp lục, do đó có khả năng quang hợp tự tổng hợp chất hữu cơ để nuôi cây. Và tảo thì chưa phân hóa rễ, thân và lá. Hầu hết thì tảo sống ở nước, sinh sản dinh dưỡng và sinh sản hữu tính. Tiếp theo đến rêu. Từ rêu thì đã đầu là thực vật đầu tiên sống ở trên cạn, nhưng rêu chỉ phát triển được ở những môi trường ẩm ướt. Và rêu thì đã phân hóa thành rễ, thân, lá, nhưng rễ của rêu là rễ giả. Chúng ta nhớ cô nhé, rễ giả và chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử. Như vậy là rêu đã có sự tiến hóa hơn so với tảo. Tiếp theo, về quyết. Quyết thì có rễ, thân, lá. Thì thân thì đã có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử. Tiếp theo, hạt trần. Hạt trần thì thuộc nhóm thực vật bậc cao, đã có cấu tạo phức tạp như là thân gỗ và có mạch dẫn trong thân. Sinh sản bằng hạt thì nằm lộ trên các lá loãn hở, nên người ta gọi là hạt trần và chưa có hoa và quả. Ví dụ như là cây thông là thực vật hạt trần. Tiếp theo về hạt kín. Hạt kín thì cơ quan sinh dưỡng đã phát triển, bao gồm có rễ, thân, lá và rất là hoàn thiện. Mạch dẫn cũng rất là hoàn thiện, gồm có mạch gỗ và mạch dây. Và đặc biệt hạt kín thì đã có hoa, quả, và hạt thì nằm trong quả. Như vậy, từ tảo, rêu, quyết, hạt trần và hạt kín thì thực vật đã bắt đầu thể hiện sự tiến hóa hơn, và hạt kín là thực vật tiến hóa nhất. Tiếp theo, chúng ta sang phần 3 nhỏ. Phân loại hạt kín. Phân loại hạt kín, bảng 64.3, đặc điểm của cây một lá mầm và cây hai lá mầm. Đặc điểm cây một lá mầm và cây hai lá mầm. Như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu và điền cho cô nội dung bảng 64.3. Về đặc điểm cây một lá mầm, cây hai lá mầm, chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu các đặc điểm sau. Đặc điểm thứ nhất chúng ta tìm hiểu đó là đặc điểm về số lá mầm. Thì cây một lá mầm thì đã thể hiện được là số lá mầm là một lá mầm. Cây hai lá mầm thì ngay cả tên gọi của nó đã thể hiện được số lá mầm, đó là hai lá mầm. Tiếp theo về kiểu rễ. Cây một lá mầm, ví dụ như là cây hành, rất là gần gũi với đời sống của các em, thì rễ của chúng là rễ chùm. Cây hai lá mầm, ví dụ như là các em có thể lấy một cái cây, ví dụ như là cây ổi này, cây khế, cây bàng, thì những cây này là cây thuộc lớp hai lá mầm và rễ của chúng là rễ cọc. Tiếp theo, về kiểu vân lá. Chúng ta có thể quan sát cái cây lẻ quạt ấy, thì gân lá của chúng là gân lá song song, hoặc là có những loại gân như là gân hình cung.
như là cây bèo, bèo tây. Như vậy là cây một lá mầm sẽ có gân lá hình cung hoặc song, song song. Khi các em quan sát gân lá của lá bưởi hoặc là gân lá của lá ổi thì chúng ta sẽ thấy kiểu gân lá ở đây không phải là hình cung, hình song song mà là kiểu gân lá hình mạn, đặc trưng cho lớp hai lá mầm. Tiếp theo, về số cánh hoa. Ở lớp một lá mầm thì số cánh hoa thường là 6 cánh hoặc là có 3 cánh như ở cây rau mát. Còn ở lớp 2 lá mầm thì số cánh hoa thường là 5 cánh hoặc 4 cánh như là hoa mộc đơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm tiếp theo, đó là kiểu thân. Ở cây một lá mầm thì chủ yếu là thân cỏ và một số thì có thân cột. Về lớp 2 lá mầm thì có 3 dạng thân mà các em sẽ nhớ cho cô, đó là thân gỗ, thân cỏ và thân leo. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về đặc điểm so sánh giữa cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm, về đặc điểm kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, kiểu thân và số lá mầm. Tiếp theo, chúng ta sẽ sang bảng 64.4. Đặc điểm chung của các ngành động vật. Ngành chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột quang, ngành run dẹp, ngành run tròn, run đốt, thân mềm, chân khớp và động vật có xương sống. Như vậy là từ phần 1 đến phần 3 là chúng ta tìm hiểu về chu trình sinh học lớp 6. Đến phần 4, phần 5 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chu trình sinh học lớp 7. Và chúng ta sẽ được tìm hiểu về các ngành, đó là từ động vật nguyên sinh đến ruột quang, run dẹp, run tròn, run đốt, thân mềm và chân khớp và động vật có xương sống. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các lớp động vật có xương sống như lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. Đầu tiên là ngành động vật nguyên sinh. Cô sẽ hệ thống lại cái kiến thức về đặc điểm ngành động vật nguyên sinh. Ngành động vật nguyên sinh thì cơ thể có cấu tạo đơn bào và là có cấu tạo một tế bào. Từ một tế bào mà là sống như một cơ thể hoàn chỉnh. Và phần lớn động vật nguyên sinh thì sống dị dưỡng, di chuyển thì nhờ chân giả, lông bơi hay là roi bơi. Roi bơi ví dụ như là chúng ta đã biết như là động vật nguyên sinh như trùng roi. Hoặc là trùng dày sử dụng đó là lông bơi. Về sinh sản thì sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, sống tự do hoặc là sống ký sinh. Và trong chương trình sau lớp 7 thì các em đã được quan sát một số động vật nguyên sinh khi chúng ta lấy mẫu nước ở trong một cái ao hay trong một cái hồ thì chúng ta sẽ quan sát được động vật nguyên sinh.
Tiếp theo về ngành ruột khoang. Ngành ruột khoang thì cơ thể đã đối xứng tỏa tròn, sống dị dưỡng, và đặc biệt là thành cơ thể thì gồm hai lớp tế bào, ở giữa thì có tầng keo. Ruột khoang thì là ruột dạng túi và tấn công và tự vệ bằng tế bào gai. Tiếp theo đến giun dẹp. Giun dẹp thì cơ thể dẹp và đối xứng hai bên, phân biệt đầu, đuôi, lưng, bụng, và đặc biệt thì giun dẹp đã ruột phân nhánh, chưa có hậu môn, sống tự do hoặc ký sinh. Một số sống ký sinh thì có giáp bám phát triển, ví dụ như là sán, lá gan, đại diện của ngành giun dẹp, và đa số thì là có hại cho sinh vật. Tiếp theo về giun tròn. Giun tròn thì phần lớn sống ký sinh, cơ thể hình trụ, thuôn hai đầu, và đặc biệt thì giun tròn có vỏ cuticle bao bọc, khoang cơ thể chưa chính thức, cơ quan tiêu hóa thì dạng ống, bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn. Ví dụ như là giun đũa là đại diện của ngành giun tròn. Và giun đũa thì ký sinh trong ruột non của người, gây hại cho con người, và đặc biệt thì có vỏ cuticle bao bọc, do đó enzyme tiêu hóa trong ruột người thì không tiêu hóa được cả giun đũa. Tiếp theo đến giun đốt. Chúng ta quan sát cho cô. Giun đốt thì cơ thể đã phân đốt và có thể xoang, ống tiêu hóa phân hóa và bắt đầu có hệ tuần hoàn, di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể và hô hấp qua da hay mang. Đại diện của giun đốt đó là giun đất. Như vậy là chúng ta thấy là từ giun dẹp, giun tròn và giun đốt thì bắt đầu đến giun đốt đã có sự tiến hóa hơn so với các ngành động vật trước đó. Tiếp theo về ngành thân mềm. Thân mềm thì cơ thể có đặc điểm là thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi và có khoang áo phát triển, hệ tiêu hóa phân hóa và cơ quan di chuyển thường đơn giản. Thân mềm ví dụ như là chai sông hay là sò, nghêu, vân vân. Tiếp theo chân khớp. Ngành chân khớp thì ví dụ như chúng ta đại diện rất nhiều, ví dụ như con bọ ngựa, con chuồn chuồn hay con ong. Đây là những đại diện của ngành chân khớp. Và ngành chân khớp thì chiếm số lượng lớn trong ngành động vật không có xương sống, có đặc điểm là có bộ xương ngoài bằng chitin nâng đỡ và che chở. Các phần phụ thì phân đốt và khớp động với nhau. Đặc biệt chân khớp thì phải qua lột xác mà tăng trưởng cơ thể. Tiếp theo, động vật có xương sống. Ngành động vật có xương sống thì các em sẽ được tìm hiểu về lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim và lớp thú. Và động vật có xương sống thì đã có bộ xương ở trong, trong đó có cột sống và chứa tủy sống. Các hệ cơ quan đã phân hóa và phát triển phù hợp với môi trường sống, đặc biệt là hệ thần kinh phát triển. Và chúng ta sẽ được đi tìm hiểu kỹ hơn về đặc điểm động vật xương sống, đó là lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp thú ở trong bảng 64.5, bảng đặc điểm các lớp động vật có xương sống. Chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu về đặc điểm của lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp thú. Đầu tiên về lớp cá. Lớp cá thì các em nhớ cho cô đó là gồm có lớp cá sụn và gồm có cá sụn và cá xương. Cá sụn ví dụ như là chúng ta có thể lấy số như là
Ví dụ như là cá nhám, cá đuối, vân vân. Và đại diện của lớp cá xương thì chúng ta kể ra rất nhiều. Ví dụ như là cá chép, cá mè, cá chấm hoặc là cá rô phi, vân vân. Và lớp cá thì các em đã biết rồi, lớp cá thì sống hoàn toàn ở nước. Và đặc biệt là hô hấp bằng mang, di chuyển thì hoàn toàn nhờ bằng vây. Lớp cá thì có tim hai ngăn, vòng tuần hoàn là có một vòng tuần hoàn, do đó là vòng tuần hoàn kín, nên máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. Và lớp cá thì là động vật biến nhiệt, thụ tinh ngoài. Và đặc biệt lớp cá thụ tinh ngoài nhưng mà phải thụ tinh trong môi trường nước. Tiếp theo về lớp đường cư. Lớp đường cư ví dụ như là ếch, nhái, vân vân. Thì môi trường sống rất là đa dạng, có thể là sống dưới nước này, hoặc là sống trên cạn, hay là nửa nước nửa cạn, hay là sống trên cây, trong đất, vân vân. Và đặc biệt thì da trần luôn luôn ẩm ướt, di chuyển thì bằng bốn chi, trừ bộ lưỡng cư không chân. Hô hấp của lớp lưỡng cư thì hô hấp qua da và phổi. Lớp lưỡng cư thì tim đã bắt đầu có 3 ngăn và 2 vòng tuần hoàn, nhưng máu đi nuôi cơ thể là màu pha. Và là động vật biến nhiệt, thụ tinh ngoài trong môi trường nước và nòng nọc phát triển qua biến thái. Tiếp theo, đó là lớp bò sát. Lớp bò sát, các em quan sát cho cô. Lớp bò sát thì ví dụ như là cá sấu, rắn hay là thằn lằn, đó là những đại diện thuộc lớp bò sát. Thì chủ yếu sống trên cạn, da và vảy sừng khô, có cổ dài. Cơ quan di chuyển thì là chi yếu, có vuốt sắc nhọn. Đặc biệt thì lớp bò sát đã chuyển từ hô hấp bằng mang ở lớp cá hay hô hấp qua da ở lớp lưỡng cư chuyển sang hô hấp bằng phổi. Lúc này phổi có nhiều vách ngăn và tim thì đã có 3 ngăn nhưng có thêm vách hụt tiến hóa hơn so với lớp lưỡng cư là tim 3 ngăn. Và trừ cá sấu, tim có 4 ngăn. Lớp bò sát thì máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha. Và đặc biệt có cơ quan giao phối thụ tinh trong. Trứng có màng dai hoặc có vỏ đá vôi bao bọc, giàu nõn hoàng, là động vật biến nhiệt. Như vậy, so với lớp lưỡng cư và lớp cá thì lớp bò sát đã có cơ quan giao phối và đặc biệt chuyển từ thụ tinh ngoài sang đến thụ tinh trong và đẻ trứng đã có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc và đã có giàu nõn hoàng. Và chúng ta nhớ cô, từ lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát đều là những động vật biến nhiệt. Tiếp theo, lớp chim và lớp thú. Lớp chim thì các em có thể nêu đại diện lớp chim ra rất nhiều. Ví dụ như là chim bồ câu, chim chích chòe hay là gà, vịt đều là thuộc lớp chim. Lớp chim thì mình có lông vũ bao phủ và đặc biệt là chi trước biến đổi thành cánh. Và hô hấp thì hoàn toàn bằng phổi. Phổi có mạng ống khí và có túi khí tham gia vào quá trình hô hấp. Lớp chim thì đã tiến hóa hơn so với lớp bò sát, đó là tim đã có 4 ngăn và máu đi nuôi cơ thể không phải là máu pha nữa mà là máu đỏ tươi. Đặc biệt trứng có vỏ đá vôi và được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ. Tiến hóa hơn so với cá, lưỡng cư và bò sát thì lớp chim đó là động vật hằng nhiệt. Động vật hằng nhiệt thì là nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Tiếp theo đến lớp thú. Lớp thú thì là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất, có lông mao, bộ răng đã phân hóa gồm có răng cửa, răng nanh và răng hàm. Hệ tuần hoàn của lớp thú thì tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. Đặc biệt về hệ thần kinh thì bộ não phát triển, thể hiện rõ bán cầu não và tiểu não.
Sinh sản thì lớp thú có đặc điểm tiến hóa quan trọng hơn so với các lớp khác, đó là đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Và lớp thú cũng là động vật hằng nhiệt, giống như lớp chim. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về đặc điểm của các lớp, từ lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp thú. Và chúng ta thấy rằng là đặc điểm của các lớp này bắt đầu có sự tiến hóa, và lớp thú là tiến hóa cao nhất và đều có những đặc điểm thích nghi phù hợp với lại môi trường sống. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 la mã, tiến hóa của thực vật và động vật. Một nhỏ, phát sinh và phát triển của thực vật. Bài tập như sau, hãy điền các số tương ứng với các nhóm thực vật vào đúng vị trí của các cây phát sinh ở hình 64.1. Em quan sát cho cô hình 64.1. Hình 64.1 sơ đồ cây phát sinh thực vật sẽ có các số thứ tự sau: 1 là tảo, 2 là dương xỉ, 3 là các cơ thể sống đầu tiên, 4 là dương xỉ cổ, 5 là các thực vật ở cạn đầu tiên, 6 là hạt kín, 7 là tảo nguyên thủy, 8 là rêu và 9 là hạt trần. Bây giờ chúng ta sẽ điền cho cô sơ đồ cây phát sinh thực vật từ thực vật tiến hóa đầu tiên, sau đó đến thực vật tiến hóa cao nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhớ cho cô, sinh vật đầu tiên xuất hiện trong các đại dương có cấu tạo cơ thể đơn bào rất đơn giản. Đó chính là các cơ thể sống đầu tiên. Như vậy là số 3. Tiếp theo, từ các cơ thể sống đầu tiên, từ đó chúng phát triển thành các tảo đơn bào nguyên thủy, là những đại diện đầu tiên của giới thực vật. Đó, chúng ta sẽ tạo nguyên thủy, đó là số 7. Và từ tảo nguyên thủy này, sau sẽ tiếp tục phát triển thành các tảo sống ở nước. Như vậy là số 1. Khi các địa lục mới xuất hiện thì diện tích đất liền mở rộng. Thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện đó là huyết. Và tiếp theo đó là huyết trần phát triển từ tảo đa bào nguyên thủy và là tổ tiên của rêu và huyết. Vậy chúng ta sẽ đến các thực vật ở cạn đầu tiên, đó là số 5. Và các thực vật ở cạn đầu tiên này thì phát triển, nó là tổ tiên của rêu và quýt. Như vậy đến số 8 là rêu. Tiếp theo chúng ta điền tiếp còn 4 số nữa. Khi trên trái đất khí hậu còn nóng và ấm thì quýt phát triển mạnh, tạo thành các rừng cây gỗ lớn. Đó là các quýt cổ đại, là dương xỉ cổ. Như vậy, từ số 5, dương xỉ cổ là số 4. Và khi khí hậu trở nên khô và lạnh hơn, quýt cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác sống sót và phát triển cho ra quýt ngày nay và hạt trần. Như vậy, sẽ phát triển lên tiếp cho cô. Đâu nhỉ? Cô đến đâu nhỉ? Từ số 4 này đến dương xỉ cổ này, phát triển là dương xỉ này. Từ dương xỉ cổ này phát triển là hạt trần là số 9. Và cuối cùng, vật phát triển nhất và tiến hóa nhất đó là hạt kín số 6. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành sơ đồ cây phát sinh thực vật. Tiếp theo, làm bài tập tiếp theo, sự tiến hóa của giới động vật. Bài tập bảng 64.6, trật tự tiến hóa của giới động vật. Chúng ta sẽ có các ngành động vật sau. A nhỏ là giun dẹp, B nhỏ ruột khoang, C nhỏ giun đốt, động vật nguyên sinh,
E run tròn, G chân khớp, H động vật có xương sống và Y là thân mềm. Vừa nãy thì cô đã hướng dẫn các em làm bảng 64.4 đặc điểm của các ngành động vật, từ ngành động vật nguyên sinh tiến hóa đến ngành động vật có xương sống. Như vậy là chúng ta rất có thể dễ dàng làm bảng 64.6 thông qua bảng 64.4 mà cô đã hướng dẫn. Như vậy, trật tự tiến hóa sẽ bắt đầu là số 1 là động vật nguyên sinh. Như vậy là 1D. Từ động vật nguyên sinh tiến hóa tiếp theo hơn đó là ruột quang, 2B. 3. A. Run dẹp. 4. E. Run tròn. 5. C. Run đốt. 6. Y. Thân mềm. 7. G. Chân khớp. Và 8. H. Là động vật có xương sống. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong bài 64 tổng kết chương trình toàn cấp. Và trong video ngày hôm sau, video tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em về tổng kết chương trình toàn cấp tiếp theo. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin trân trọng cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Cô xin chào các em. Chúc các em học tốt.